Để đảm bảo an toàn vận hành khai thác, duy trì chất lượng bảo trì trong giai đoạn chuyển giao công trình, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận bảo quản tài sản công, quản lý và bảo trì các tuyến quốc lộ đầu tư theo hình thức BOT khi tạm dừng thu hoặc chờ thanh lý hợp đồng. Trước đó, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu Cục Quản lý Đường bộ và Nhà đầu tư tăng cường kiểm tra thực hiện công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình đường bộ để bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn có đề nghị chấm dứt thực hiện công tác bảo trì công trình do trong phương án tài chính chưa có quy định về chi phí quản lý, bảo trì công trình sau khi dừng thu phí. Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giao cho Tổng cục tiếp nhận bảo quản tài sản trong thời gian chờ xử lý, chuyển giao dự án khi nhà đầu tư doanh nghiệp dự án từ chối. Trong đó, chi phí bảo quản tài sản chỉ bao gồm công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và không bao gồm công tác sửa chữa định kỳ.